Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ năm ngày 22 tháng 6 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Triển khai công tác mặt trận và nhiệm vụ công đoàn 6 tháng cuối năm. Tỉnh Hưng Yên đã giải phóng mặt bằng được hơn 120 ha đất cho dự án đường vành đai 4 trong tổng số trên 230 ha phải thu hồi. Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đoạt một giải tại giải báo chí quốc gia năm nay. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy. Hội nghị đã công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương chuẩn y nhân sự tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2020-2025 đối với Đại tá Tô Thành Quyết, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy trao quyết định chuẩn y và chúc mừng đối với Đại tá Tô Thành Quyết. Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Tô Thành Quyết cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí hứa sẽ cống hiến trí tuệ, sức lực của mình để phục vụ Đảng, Nhà nước và quân đội, tiếp tục phát huy năng lực của mình trong vai trò Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, chỉ đạo xây dựng lực lượng quân đội ngày càng tinh nhuệ, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, đáp ứng công cuộc bảo vệ an ninh quốc phòng, tích cực tham gia đóng góp vào phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Chiều qua, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị triển khai công tác mặt trận 6 tháng cuối năm 2023. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, Quách Thị Hương, Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Nguyễn Lê Huy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh. 6 tháng đầu năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên đã phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ nắm bắt tình hình nhân dân, tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân, tôn giáo thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và hưởng ứng các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước. Tổ chức thăm tặng trên 39.000 suất quà Tết, hỗ trợ trên 180 tấn gạo cho hộ nghèo, phát động chương trình xây dựng nhà ở cho hộ nghèo và hộ nạn nhân chất độc da cam với số tiền 104 tỷ đồng. Cùng với đó, duy trì và xây dựng các mô hình mới như dòng họ tự quản ở khu dân cư, mô hình khu dân cư văn minh trong việc tang. 6 tháng cuối năm, Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, tích cực chỉ đạo, chuẩn bị tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hưng Yên lần thứ 16, nhiệm kỳ 2024-2029, triển khai tháng cao điểm vì người nghèo, đẩy mạnh các hoạt động giám sát, phản biện xã hội. Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Quốc Toàn ghi nhận đánh giá cao kết quả 6 tháng đầu năm của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh, đóng góp tích cực vào những thành tựu kinh tế xã hội chung của tỉnh Hưng Yên. Thời gian tới, đồng chí yêu cầu Mặt trận Tổ quốc tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với tỉnh ủy, nâng cao hiệu quả chất lượng hoạt động của mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội. Cán bộ mặt trận cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trước dân, gần dân, sát dân và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Chúng tôi cũng rất cần là cái thông tin của người dân, cái phản ánh của người dân, làm sao kịp thời hơn, nhanh nhạy hơn. Mà cũng đề nghị các tổ ban đại diện mặt trận ở các tổ thôn, khi nghe thông tin mà có dư luận cũng phải kịp thời phản ánh lên cấp trên, người có thẩm quyền để chúng ta xem xét xử lý. Đặc biệt chúng ta quan tâm đến cái về giải phóng mặt bằng, vận động và tuyên truyền đi trước một bước, thì cái này là mặt trận chúng ta đã làm được cái đó. Mà có những cái khó mà giải phóng như mà mồ mả hài cốt mới tăng làm được, thì Mặt trận Tổ quốc cũng đã có ý tưởng rất hay là chúng ta mời cả Hội Phật giáo vào chúng ta để giải thích cho người dân hiểu. Đấy. Ví dụ trước đây là thường là thông lệ là chúng ta là giải phóng mồ mả là thường là 3 tháng cuối năm. Thế nhưng nay về tuyên truyền người dân có thể là không nhất thiết, thì có thể là 6 tháng cuối năm người ta vẫn thực hiện được cái di chuyển của mình. Đề nghị là Mặt trận Tổ quốc đã tích cực thì phải tiếp tục tích cực hơn trong cái việc chúng ta vận động quần chúng nhân dân. Cùng với đó, đồng chí yêu cầu Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là phong trào thi đua vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Trước mắt là triển khai thực hiện xây dựng nhà ở cho hộ nghèo và hộ nạn nhân chất độc da cam nhanh chóng, kịp thời, đúng tiến độ. Sáng nay tại thành phố Hưng Yên,
Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Sự hội nghị có đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh Hưng Yên thành lập mới được 28 công đoàn cơ sở, phát triển được trên 8.000 đoàn viên, nâng tổng số lên trên 1.600 tổ chức công đoàn cơ sở với trên 164.000 đoàn viên. Các cấp công đoàn đã triển khai nhiều hoạt động nhằm thực hiện tốt vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đoàn viên người lao động, hưởng ứng chương trình 1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19. Toàn tỉnh có gần 9.000 sáng kiến tham gia. Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Quốc Toàn nhấn mạnh những nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong 6 tháng cuối năm cần tiếp tục cụ thể hóa, triển khai có hiệu quả các nội dung, chương trình hoạt động, chuẩn bị tốt các điều kiện nội dung nhân sự tổ chức đại hội công đoàn các cấp, tiến tới đại hội công đoàn tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028, tiếp tục làm tốt nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, chia sẻ với những khó khăn của doanh nghiệp. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu tổ chức công đoàn tiếp tục làm tốt nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, đồng thời phải có giải pháp căn cơ về xây dựng và phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong đơn vị kinh tế tư nhân, chủ động phối hợp quan tâm đào tạo nâng cao trình độ của công nhân lao động để tiếp cận với những tiến bộ khoa học kỹ thuật và tri thức mới. Huyện ủy Khoái Châu vừa tổ chức hội nghị ban chấp hành đảng bộ huyện lần thứ 22. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Thế Cử, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. 6 tháng đầu năm, các cấp ủy chính quyền các cấp tại huyện Khoái Châu quyết liệt triển khai thực hiện các nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội. Giá trị sản xuất công nghiệp xây dựng 6 tháng đầu năm ước đạt trên 4.500 tỷ đồng, thu ngân sách đạt 75% kế hoạch năm. Huyện tập trung huy động nguồn lực để củng cố xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội, nhất là hạ tầng đô thị và xây dựng nông thôn mới, nâng cao kiểu mẫu. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bùi Thế Cử nhấn mạnh, huyện Khoái Châu cần tập trung tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, đánh giá chức danh theo quy định, tiếp tục thực hiện nghiêm việc luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát gắn với xây dựng nhiệm vụ chính trị của địa phương, chú trọng triển khai công tác giải phóng mặt bằng các dự án, siết chặt công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường. Hôm nay, 7 tổ kiểm tra của Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023 tỉnh Hưng Yên đi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức cho kỳ thi diễn ra từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 6 tại 32 điểm thi trên toàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh tới kiểm tra tại điểm thi trường Trung học phổ thông Dương Quảng Hàm và Trung học phổ thông Văn Giang. Tại các điểm thi, đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi như phòng thi, phòng bảo quản đề thi, bài thi, thiết bị camera an ninh giám sát, phòng cháy chữa cháy, phòng y tế, phòng chứa đồ của thí sinh. Tại điểm thi trường Trung học phổ thông Văn Giang, đoàn kiểm tra yêu cầu nhà trường phải bố trí lại phòng bảo quản đề thi, bài thi, điều chỉnh phương án bảo quản đồ dùng cá nhân của cán bộ coi thi. Tại điểm thi Trung học phổ thông Dương Quảng Hàm, đoàn kiểm tra yêu cầu mỗi phòng thi bố trí một đồng hồ treo tường để tránh tình trạng gian lận thi cử thông qua thiết bị đồng hồ thông minh, yêu cầu đội ngũ nhân viên phục vụ không được vào khu vực thi. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng yêu cầu các điểm thi tiếp thu những đánh giá, nhận xét của đoàn kiểm tra, khẩn trương khắc phục những hạn chế, hoàn thiện công tác chuẩn bị trước ngày 25 tháng 6. Đồng chí cũng yêu cầu các nhà trường phải xây dựng phương án dự phòng, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng cá nhân. Các điểm thi phải quán triệt, cán bộ coi thi thực hiện đúng quy chế, có thái độ ứng xử phù hợp, tránh tạo áp lực cho thí sinh. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên, Tổ trưởng Tổ công tác dự án trọng điểm đường Vành Đai 4, vùng thủ đô Hà Nội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đến kiểm tra công tác chuẩn bị cho lễ khởi công dự án đoạn qua địa phận tỉnh và công tác giải phóng mặt bằng ở huyện Văn Giang. Đối với công tác chuẩn bị cho lễ khởi công tại điểm cầu của tỉnh, đến nay Sở Giao thông Vận tải đã phối hợp với huyện Văn Giang lựa chọn vị trí tổ chức, chỉ đạo đơn vị tổ chức sự kiện khẩn trương hoàn thiện sân khấu và các hạng mục phục vụ cho buổi lễ diễn ra vào ngày 25 tháng 6. Công tác chuẩn bị cho lễ khởi công
dự kiến hoàn thành trong ngày 23 tháng 6. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hùng Nam yêu cầu các cơ quan liên quan và huyện Văn Giang phối hợp lắp đặt kiểm tra hệ thống đường truyền tín hiệu trực tuyến, đảm bảo không bị gián đoạn trong việc kết nối với các điểm cầu tại thành phố Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh, phối hợp với công an tỉnh, bảo đảm an ninh trật tự, bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực tổ chức sự kiện trong thời gian diễn ra lễ khởi công. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hùng Nam cũng đến kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng cho dự án đường vành đai 4 trên địa bàn huyện Văn Giang. Đến thời điểm hiện tại, toàn huyện có gần 1,3 nghìn hộ dân đã nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng số tiền đã giải ngân đạt trên 253 tỷ đồng. Huyện đã bàn giao trên 53 ha trong tổng số gần 70 ha đất nông nghiệp cho chủ đầu tư. Ghi nhận những nỗ lực của huyện Văn Giang trong việc triển khai giải phóng mặt bằng cho dự án, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân đồng thuận với việc triển khai dự án, thực hiện chi trả, đền bù, giải phóng mặt bằng cho các hộ dân đã đồng thuận trong thời gian sớm nhất, khẩn trương bố trí vị trí di chuyển mồ mả, bố trí tái định cư cho người dân trong vùng dự án. Đến hết ngày 21 tháng 6, tỉnh Hưng Yên giải phóng mặt bằng được trên 70% diện tích đất nông nghiệp để thực hiện dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, đoạn qua địa bàn tỉnh. Với tinh thần làm hết việc, chứ không hết ngày, thậm chí làm cả những ngày nghỉ, các cán bộ làm công tác giải phóng mặt bằng và chi trả tiền hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đường vành đai 4 tại các địa phương hiện đang tích cực chi trả tiền cho nhân dân. Với quyết tâm cao độ, đến nay tỉnh Hưng Yên chi trả cho gần 2.000 hộ với diện tích 120 ha, đạt tỷ lệ 70% đất nông nghiệp. Trong đó, huyện Văn Giang đã giải ngân đạt trên 253 tỷ đồng, chi trả cho gần 1,3 nghìn hộ dân, bàn giao trên 53 ha đất nông nghiệp của hộ gia đình cá nhân cho chủ đầu tư. Huyện Yên Mỹ giải ngân được 164 tỷ đồng để chi trả cho 400 hộ với diện tích trên 33 ha. Huyện Văn Lâm đến hết ngày 20 tháng 6 giải ngân được hơn 150 tỷ đồng chi trả cho hơn 600 hộ với diện tích gần 30 ha. Dự án đường vành đai 4 đi qua địa bàn tỉnh Hưng Yên dài 19,3 km với diện tích cần thu hồi trên 230 ha. Thưa quý vị và các bạn, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên có một tác phẩm đoạt giải khuyến khích giải báo chí quốc gia lần thứ 17 năm 2022. Lễ trao giải diễn ra vào tối qua 21 tháng 6 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô Hà Nội. Giải báo chí quốc gia lần thứ 17 có gần 1.900 tác phẩm tham dự. Hội đồng chấm tài đã lựa chọn 157 tác phẩm vào vòng chung khảo. Các giải thưởng được trao cho 11 hạng mục của 4 loại hình: báo in, phát thanh truyền hình, báo điện tử và ảnh báo chí. Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên có tác phẩm Để dòng nước trong xanh lại về Bắc Hưng Hải của nhóm tác giả Hùng Sướng, Ngọc Oanh, Đăng Mạnh, Thu Thủy đoạt giải khuyến khích. Theo đánh giá của hội đồng chấm giải, các tác phẩm năm nay có chất lượng tốt, bám sát thực tiễn đời sống, có tính thử sự cao, đề xuất nhiều giải pháp, cách làm hay, có tính lan tỏa. Chất lượng giải được đánh giá khá đồng đều, khoảng cách giữa báo chí trung ương và địa phương được thu hẹp ở nhiều thể loại. Giữa sự phát triển của xã hội hiện đại, những nếp nhà cổ ở các làng quê dần mất đi, thay thế vào đó là những ngôi nhà khang trang kiên cố. Thế nhưng, gia đình ông Nguyễn Chu Thanh ở thôn Đa Hòa, xã Bình Minh, huyện Khoái Châu hiện nay vẫn lưu giữ được ngôi nhà cổ với nhiều nét đẹp kiến trúc của làng quê vùng đồng bằng Bắc Bộ. Ngôi nhà nằm trong khuôn viên rộng trên 600 m², được xây dựng cách đây hơn 140 năm. Theo hướng Nam có 3 gian 2 trái. Các nhà được dựng bằng gỗ quý từ cột kèo, xui cửa. Nóc nhà được lợp ngói, nền lát gạch đỏ. Gian chính giữa là nơi để thờ tự, các gian còn lại là nơi sinh hoạt của gia đình. Nếp nhà trăm năm tuổi được thể hiện trong từng chi tiết như bức đại tự, hoành phi, câu đối. Điều đặc biệt, nhiều năm nay gia đình ông Thanh còn đón nhiều lượt khách đến tham quan chiêm ngưỡng kiến trúc của ngôi nhà. Không chỉ sở hữu căn nhà cổ, ông Thanh còn đam mê sưu tầm đồ cổ. Bộ sưu tầm của ông hiện có hơn 300 hiện vật, trong đó có nhiều món cổ vật quý như đôi lọ lộc bình, những chiếc đĩa, chén, chóe, đỉnh đồng trên 100 năm tuổi. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày 5 tháng 5 âm lịch, trong văn hóa truyền thống của người Việt Nam là Tết Đoan Ngọ, hay còn gọi là Tết Đoan Dương hoặc Tết Diệt Sâu Bọ. Trong ngày hôm nay, các gia đình đều sắm sửa đồ lễ cúng dâng lên tổ tiên với ý nghĩa cầu mong sức khỏe bình an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu và thực hiện một số phong tục là những nét đẹp riêng đã đi sâu vào tâm thức mỗi người.
Sáng sớm nay, bà Kiểm cùng các cháu nhỏ kiểm tra cây cối trong vườn để thực hiện phong tục khảo cây ngày Tết Đoan Ngọ. Mỹ kia! Dạ! Tại sao năm nay con không có quả? Con quên mất! Công bà chăm sóc con thế mà con quên à? Thế sang năm con có quả không? Có ạ! Con ra bao nhiêu quả? Con ra 100 quả! 100 quả thì quả to như thế nào? Quả to bằng cái thúng! Thế múi to như thế nào? Múi to bằng cái lược. Khi tham gia vào việc thảo mít với bà thì cháu cảm thấy rất vui và cảm thấy là thiên nhiên có sự hòa hợp với con người. Trong vườn nhà tôi mà cây nào không có quả là tôi sẽ gọi các cháu ra để cho các cháu hiểu là cây không có quả là phải khảo. Mùng 5 tháng 5 thì mới được khảo. Cũng trong sáng nay, mọi người trong gia đình ông Long tất bật sắp sửa mâm cúng hoa quả, gồm mận, vải, mít và rượu nếp cái ngâm, chuẩn bị cho việc giết sâu bọ. Sau phần dâng lễ thắp hương tổ tiên, cả gia đình quây quần thưởng thức vị tươi ngon của hoa quả, vị nồng cay của cơm rượu nếp và chia sẻ với con cháu những câu chuyện truyền thống về ngày Tết đặc biệt này. Năm nào gia đình chúng tôi cũng dậy từ rất sớm này, xong rồi chuẩn bị ăn hoa quả và rượu nếp, tức là theo về các cụ nói là như thế là rất tốt cho sức khỏe và tiêu trừ được các bệnh. Trong một năm thì chỉ có một cái Tết Đoan Ngọ thôi, cái ngày mà trái đất mặt trời gần nhau nhất, thì nó có cái sự hài hòa, rồi có một cái dương khí rất là tốt, cùng với cái việc mà ăn hoa quả để trừ các loại giun sán ở trong người, gọi là giết sâu bọ, thì người dân cũng nhớ đến công ơn tổ tiên. Ngày Tết Đoan Ngọ cũng sửa mâm cơm cúng ông bà tổ tiên. Xã hội hiện đại với nhiều bận rộn, thay đổi, nhưng những nghi thức phong tục truyền thống trong ngày Tết Đoan Ngọ với nét văn hóa truyền thống hướng về tổ tiên, cội nguồn và giáo dục lòng biết ơn, coi trọng tình cảm gia đình, sống hòa mình với thiên nhiên vẫn luôn được các thế hệ người Việt Nam nói chung và người Hưng Yên nói riêng coi trọng, gìn giữ. Thưa quý vị và các bạn, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn có giá trị hàng nghìn tỷ đồng. Các đối tượng bị khởi tố đều ở thành phố Hà Nội, gồm Nguyễn Thị Dung sinh năm 1956, Nguyễn Minh Điệp sinh năm 1972, Nguyễn Minh Hằng sinh năm 1985, Nguyễn Phương Thảo sinh năm 1981. Qua công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện Nguyễn Thị Dung đã mua hơn 20 doanh nghiệp ma từ các chủ doanh nghiệp đang muốn giải thể để đăng ký hồ sơ khống nhằm phát hành hóa đơn giá trị gia tăng và xuất hóa đơn khống bán cho người có nhu cầu thu lợi bất chính. Tính từ cuối năm 2020 đến nay, nhóm doanh nghiệp ma này đã xuất hơn 5.500 hóa đơn với tổng số tiền đã bao gồm thuế VAT khoảng 2.200 tỷ đồng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khác mua sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, gây thất thu thuế của nhà nước hàng trăm tỷ đồng. Tòa án Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức xét xử sơ thẩm vụ án giết người đối với hai bị cáo Nguyễn Đăng Thành và Luyện Viết Hiệp. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, do mâu thuẫn nhỏ giữa bị cáo Thành và anh Quy cùng cư trú tại xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ, tối ngày 30 tháng 4 năm 2012, tại khu vực chợ Cống Tráng thuộc thôn Yến Đô, xã Tân Việt, Thành và bị cáo Luyện Viết Hiệp, cư trú tại xã Lưu Xá, đã chặn xe và dùng dao đâm anh Quy. Sau đó, anh Quy được đưa đi cấp cứu, nhưng đến ngày 4 tháng 5 năm 2023 thì bị tử vong. Trong vụ án này, Thành giữ vai trò chính, Luyện là đồng phạm giúp sức. Căn cứ quy định của pháp luật, tòa tuyên phạt bị cáo Thành 20 năm tù và bị cáo Hiệp 13 năm 6 tháng tù. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với phần tin quốc tế. Indonesia mới đây đã quyết định tạm dừng chính sách miễn thị thực đối với 159 quốc gia dựa trên các kết quả đánh giá lợi ích. Với quyết định này, Indonesia chỉ còn miễn thị thực với 9 nước ASEAN và Đông Timor. Phát biểu với truyền thông, Tổng thống Joko Widodo nêu rõ, trước đây Indonesia cho phép tự do nhập cảnh, nhưng đến nay chính phủ nhận thấy cần đánh giá lại về lợi ích mà chính sách này mang lại cho đất nước, về mức độ cần thiết của chính sách mở cửa cho các quốc gia khác. Ông cho rằng, không riêng Indonesia,
Các quốc gia khác cũng cần đánh giá lại các chính sách miễn thị thực. Mỗi nước đều có quyền tiếp tục hoặc hủy bỏ chính sách miễn thị thực của mình. Quyết định trên được đưa ra dựa vào quyết định của Bộ trưởng Pháp lý và Nhân quyền, trong đó nêu rõ việc miễn thị thực đã ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, dẫn đến các vụ vi phạm quy định xuất nhập cảnh, gây rối trật tự công cộng và làm lây lan dịch bệnh. Sau khi tạm dừng chính sách miễn thị thực với 159 quốc gia, Indonesia chỉ còn áp dụng chính sách này với 9 nước thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN và Đông Timor. Công dân 10 nước trên được phép lưu trú tại Indonesia tối đa là 30 ngày và không được gia hạn, phải xuất trình hộ chiếu hợp lệ còn giá trị ít nhất 6 tháng, vé khứ hồi hoặc hành trình tiếp theo tại nơi nhập cảnh. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết cơ quan này đang chuẩn bị đối phó với nguy cơ tăng lây lan các bệnh do virus liên quan đến hiện tượng thời tiết El Nino. Tổng giám đốc WHO cho biết, cảnh báo biến đổi khí hậu đang thúc đẩy muỗi sinh sản và tỷ lệ mắc các bệnh sốt xuất huyết đã tăng mạnh trong những thập kỷ gần đây, đặc biệt là tại khu vực châu Mỹ. Do đó, cơ quan thuộc Liên Hợp Quốc đang chuẩn bị cho khả năng rất cao là năm 2023 và năm 2024 sẽ đánh dấu bằng một sự kiện El Nino làm gia tăng việc lây truyền bệnh sốt xuất huyết và các loại bệnh lây truyền do muỗi khác như Zika và Chikungunya. El Nino là hiện tượng nhiệt độ bề mặt nước nóng lên ở phía đông và trung tâm của Thái Bình Dương. El Nino đã chính thức quay trở lại trong năm nay sau 3 năm hình thái thời tiết La Nina chiếm lĩnh. Sự trở lại của El Nino có khả năng sẽ dẫn đến hiện tượng thời tiết cực đoan vào cuối năm nay, từ các cơn bão hướng tới những hòn đảo dễ bị tổn thương ở Thái Bình Dương, mưa lớn ở Nam Mỹ, đến hạn hán ở Australia và một số khu vực tại châu Á. Vụ nổ khí ga tại một nhà hàng ở thành phố Ngân Xuyên thủ phủ khu tự trị Ninh Hạ Trung Quốc mới đây đã gây ra hậu quả thảm khốc, khiến ít nhất 31 người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Vụ nổ xảy ra vào tối 21 tháng 6 tại một nhà hàng thịt nướng ở trung tâm thành phố Ngân Xuyên, thủ phủ khu tự trị Ninh Hạ ở phía Tây Bắc Trung Quốc. Vụ nổ khiến ít nhất 31 người thiệt mạng, 7 người đang được điều trị các vết thương, trong đó có một số người nguy kịch. Chính quyền địa phương cho biết cơ quan cứu hỏa và cứu hộ đã điều động hơn 100 người cùng 20 phương tiện đến hiện trường. Nỗ lực cứu hộ kết thúc vào lúc 4 giờ sáng ngày 22 tháng 6. Sau sự cố, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã yêu cầu nỗ lực hết sức để điều trị cho những người bị thương và tăng cường giám sát, quản lý an toàn trong các ngành và lĩnh vực quan trọng để bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân. Giới chức trách tiếp tục điều tra làm sáng tỏ vụ việc, song theo đánh giá ban đầu, đây là một vụ nổ do khí ga. Giới chức Brazil mới đây thông báo các cơ quan chức năng nước này đã thu giữ 28,7 tấn vây cá mập, vốn sẽ được xuất khẩu bất hợp pháp sang châu Á. Đây là lượng vây cá mập lậu lớn nhất trên thế giới, bị tịch thu từ trước đến nay. Cơ quan bảo vệ môi trường Ibama ước tính, lô hàng này thu được từ việc giết chết khoảng 10.000 con cá mập thuộc hai loài khác nhau, cá mập xanh và cá mập Mako vây ngắn, vốn được đưa vào danh sách các loài có nguy cơ tuyệt chủng quốc gia của Brazil. Cơ quan này cho biết vụ bắt giữ có số lượng lớn nhất từng ghi nhận trên thế giới. Đặc biệt, đây là một vụ bắt giữ vì cá mập tại nguồn, nơi những con cá mập bị đánh bắt. Theo một ước tính, mỗi năm có khoảng 100 triệu con cá mập bị sát hại. 70% trong số này bị sát hại để lấy vây cá. Việc khai thác để lấy vây cá mập đang đẩy nhiều loài cá mập tới nguy cơ tuyệt chủng và đe dọa sự cân bằng của hệ sinh thái. Tại Phần Lan, con tàu du lịch lớn nhất thế giới sắp thực hiện chuyến hành trình đầu tiên trên biển sau khi bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng. Với chiều dài 365 mét, tàu du lịch khổng lồ mang tên Biểu tượng của biển cả có sức chứa tối đa gần 10.000 người, trong đó bao gồm 7.600 hành khách. Đây là con tàu du lịch lớn nhất trên thế giới. Không chỉ có kích thước lớn, con tàu còn được coi là tàu du lịch hiện đại nhất thế giới và sẽ là con tàu đầu tiên được cung cấp năng lượng bằng khí đốt tự nhiên hóa lỏng. Trên tàu có công viên nước, thủy cung, nhà hát, các khu dân cư với nhiều tiện ích hiện đại, đáp ứng một kỳ nghỉ hoàn hảo cho các gia đình. Theo kế hoạch, tàu Biểu tượng của biển cả sẽ bắt đầu khởi hành từ Miami, Mỹ vào tháng 1 năm 2024. Thông tin quốc tế vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.